Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin lại sẽ đông lạnh nhét người, Phạm Minh Chính cần phải đền tội. Thảm họa 39 người chết ngạt trong xe đông lạnh mới xảy ra chưa lâu thì nay lại xảy ra trường hợp tương tự như vậy. Nhưng lần này nó lại xảy ra ngay tại Việt Nam. Thảm họa bên trời Âu năm ấy đã làm cho cả thế giới văn minh phải bàng hoàng vì sự dã man của nó. Không những cái dã man của những kẻ nhốt người vào xe, mà chính là cái dã man của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây ra trên đất nước Việt Nam. Cách đây, ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã 45 năm, nhưng người dân vẫn còn phải đang tìm cách này hay cách khác để chạy khỏi Việt Nam. Họ sợ cái hà khắc của chính quyền, họ sợ cái vô pháp của chính quyền, họ sợ cái nghèo đói đeo bám họ suốt cuộc đời. Thế là họ đành phải đánh đổi. Dù biết khi đi nhét vào xe đông lạnh thì có thể chết, tuy nhiên, vì sống ở Việt Nam quá khổ nên họ đã chấp nhận đánh đổi và cuối cùng họ đã phải chết thảm. Bản chất của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì vẫn còn đó. Trong những ngày này dịch bùng phát thì chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam lại càng trở nên hà khắc hơn với dân. Và giờ đây người dân mới thấm thía sự cấm đoán, đói, mất tự do, không có tiền. Người dân có nguy cơ bị chết đói trước khi bị chết vì dịch bệnh. Đấy là nguyên nhân dẫn đến việc người dân bất chấp nguy hiểm đến tính mạng mà tìm cách trốn qua các chốt kiểm soát để về quê. Đây là hình ảnh lại chuyện xe đông lạnh chở người. Vào ngày 13 tháng 9, người ta phát hiện 15 người trong thùng xe đông lạnh để thông chốt ở Bình Thuận. Thật sự khi nói đến việc người phải chui vào chiếc xe đông lạnh để trốn ra khỏi thành phố là một hình ảnh đau lòng. Người dân hết chịu được những hành động mà chính quyền đang làm với dân. Đó là chính sách vĩ mô, chính sách được chính phủ áp dụng trên toàn quốc gây ra cảnh đáng sợ đến như vậy. Chuyện người dân tháo chạy khỏi thành phố Hồ Chí Minh từ mấy tháng trước là bằng chứng rõ ràng cho những chính sách sai lầm của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đã nhiều tháng qua, người dân kêu trời nhưng nhà nước không lắng nghe, vẫn tìm cách cấm đoán cực đoan như vậy mặc dù số ca nhiễm không hề giảm. Những quyết định duy ý chí đã đẩy người dân đến với giới hạn của sự chịu đựng. Và họ đã phải làm liều, thật đau lòng khi mạng sống của họ đem ra đánh đổi. Nếu không có những lệnh cấm vô lý, thì họ có cần trốn chạy hay không? Đây là câu hỏi được đặt ra. 15 người đã được cảnh sát giao thông phát hiện trong thùng xe tải đông lạnh đang dừng trước một quán cơm trên địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận để chuẩn bị thông chốt. Đây là một thực tế cho thấy những lệnh cấm của chính quyền đã phản tác dụng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng của nhà nước Cộng sản Việt Nam họ không thấy như vậy. Các cơ quan chức năng chỉ tập trung xử lý hành động thông chốt trái phép của tài xế xe đông lạnh và thi hành các lệnh khác đối với 15 người bị nhốt trên chiếc xe mà thôi. Được biết vào khoảng 22 giờ vào ngày 12 tháng 9, tổ tuần tra của trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân, Công an Bình Thuận phát hiện xe tải đông lạnh mang biển số 51D đang dừng trước một quán cơm trên địa bàn có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đến kiểm tra. Công an đang thực hiện kiểm soát cấm cản đi lại của dân nên họ để ý rất kỹ, nhất cử nhất động của dân đều khó mà qua được lực lượng cảnh sát giao thông và họ đã khui ra sự thật rất đau lòng này. Đây là hình ảnh những chiếc xe chở người đông lạnh vào năm ngoái. Trong thùng xe tải đông lạnh ở Việt Nam, họ mở ra và có 15 người cùng hành lý. Họ không phạm pháp nhưng họ phải trốn chui trốn lùi và đặc biệt họ phải ngồi chung trong không gian rất hẹp là môi trường lây nhiễm. Nếu nhà nước không đưa ra những lệnh cấm phi lý thì 15 người này ra đường bịt khẩu trang và chắc chắn họ thực hiện khoảng cách an toàn trên 2 mét. Cũng vì những lệnh cấm vô lý mới xảy ra trường hợp đến như vậy. May mà không có trường hợp tử vong nào xảy ra hoặc cũng có thể có rồi mà không thể biết được. Sau khi bị bắt, tất nhiên là xe tải cùng những người trên xe được đưa về chốt kiểm dịch tại số 2 Bình Thuận, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân để làm việc. Người lái xe đông lạnh tên là Lê Văn Tuấn, sinh năm 1982. Anh ta khai nhận chở 15 người trên từ một số xe ô tô để qua chốt kiểm soát với mức giá 700.000 đồng mỗi người. Qua lời khai của tài xế Tuấn, lực lượng cảnh sát giao thông nhận định sẽ có ô tô đang đợi để đón người nên đã nhanh đến truy tìm. Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện ô tô biển kiểm soát 61A đang đậu trong một cây xăng thuộc địa bàn xã Tân Đức nên tiến hành kiểm tra. Qua làm việc, tài xế Ngọ Văn Vũ, sinh năm 1984, khai nhận đang đậu để chờ xe đông lạnh đến để nhận khách chuyển tiếp.
Như vậy là với cách cấm đoán vô lý của chính quyền thì có cầu đã có cung và người dân bị đem ra làm thịt. Nhu cầu của người dân được đi lại là rất lớn, họ bị cấm di chuyển trong khi nhà nước không nuôi họ. Làm chính sách không thể cứ thích là cấm được, người dân còn phải tìm cái ăn, cái mặc nữa chứ. Đấy là cái sai lầm nghiêm trọng trong chính sách dập dịch của ông Phạm Minh Chính và các chính quyền của địa phương. Với thái độ ngạo mạn quen thuộc của người Cộng sản và với cách ban hành mệnh lệnh duy ý chí, thì ông Phạm Minh Chính đang dồn người dân vào đường cùng, buộc họ phải làm liều. Công an thì chỉ có biết khai thác và điều tra. Công an Bình Thuận đã buộc tài xế Vũ khai ra những xe khách chở lậu khác. Chính vì thế, lực lượng cảnh sát giao thông đã xác định vẫn còn một xe khách đang được chở nhận người từ xe đông lạnh nên truy tìm tiếp. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, vốn xuất thân từ ngành công an cho nên ông rất rõ những trò bạo lực. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, tổ tuần tra đã phát hiện thêm một xe mang biển số 75A đang đậu trong cây xăng nên tiến hành kiểm tra. Qua làm việc, tài xế Nguyễn Ngọc Hùng, sinh năm 1979, khai nhận đang chở xe tải đông lạnh đến để chuyển khách. Tổ tuần tra đã đưa tài xế Hùng và phương tiện về chốt kiểm soát để làm rõ. Công an đã hỏi những hành khách cho biết có biết sự nguy hiểm khi ngồi trong thùng xe tải đông lạnh hay không, thì những người này nói rằng dù nguy hiểm nhưng vẫn chấp nhận. Với câu nói như vậy thì không biết ở trên cao ông Phạm Minh Chính có nghe được tiếng nói của người dân hay không, có cần phải cấm đoán một cách cực đoan nhiều tháng nữa hay không. Những hệ lụy của nó nếu không được giải quyết tận gốc thì cái giá mà người dân sẽ phải trả là rất lớn, đó chính là sinh mạng của họ. Đã sai là phải bị phạt, điều đó là hiển nhiên rồi. Lực lượng tại chốt kiểm dịch số 2 đã lập biên bản vụ việc, đồng thời bàn giao thanh tra giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp kể trên và vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Công an huyện Hàm Tân, Bình Thuận cũng phối hợp cùng xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân, phương thức hoạt động của các đối tượng nêu trên. Người dân vi phạm giao thông, vi phạm phòng chống dịch thì bị phạt tiền. Tuy nhiên, với người ra chính sách sai là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính thì sao đây? Hoàn toàn không có ai tác động được ông này sửa sai nên mới có thể xảy ra thảm cảnh như vậy. Và sắp tới đây chắc chắn sẽ còn rất nhiều những thảm cảnh nối tiếp xảy ra. Đến trưa ngày 13 tháng 9, xe tải đông lạnh và một ô tô 7 chỗ được cho đi. Những hành khách sau đó được đưa đi cách ly tại huyện Hàm Tân để chờ phối hợp với chính quyền địa phương ở quê nhà để có phương án tiếp nhận. Ông Phạm Minh Chính chịu trách nhiệm đến đâu trong những vấn đề như vậy? Đây là câu hỏi được dư luận xã hội đặt ra. Cứng rắn nhưng không đập được dịch là cứng rắn sai. Đánh dịch đâu không thấy, chỉ thấy toàn đánh vào dân mà thôi. Nếu tại các nước tiến bộ với các cảnh thương tâm như vậy thì người ta chính sách sẽ hiệu chỉnh ngay, chứ không như Việt Nam, ông Phạm Minh Chính vẫn tỏ ra bất chấp và ủ lì. Cái sai nối tiếp cái sai. Đây là hình ảnh chính sách sai lầm của nhà nước Việt Nam đã đổ mọi khổ cực lên đầu người dân. Với trường hợp để 39 người chết trong xe đông lạnh tại Anh Quốc cách đây hơn một năm, thì kẻ gây ra cảnh tháo chạy đó không ai khác, chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đến hôm nay cũng vậy, với cảnh tháo chạy như vậy thì kẻ gây ra không ai khác cũng chính là chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà nói đúng hơn, người đứng đầu chính phủ là ông Phạm Minh Chính phải chịu trách nhiệm. Lẽ ra tại các nước dân chủ thì ông Thủ tướng đã bị người dân biểu tình đòi từ chức. Tuy nhiên tại Việt Nam thì Đảng và Nhà nước luôn đúng và nhân dân luôn sai, nên sẽ không có sự trừng phạt và từ chức nào cả, và thậm chí sửa sai cũng không có nốt. Chính sách sai lầm đang làm bào mòn sức dân và thử thách người dân đến ngưỡng cùng cực của sự chịu đựng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Tư ngày 15 tháng 9 năm 2021 với bản tin "Lại xe đông lạnh nhét người, Phạm Minh Chính cần đền tội". Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.